Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình thấy gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan vs Zombie 2 nhé. Và nếu anh em nào là cái fan của tựa game này thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một cái bình luận ở phía dưới nhá. Thì mình sẽ đi trả lời một số cái câu hỏi của anh em trong tập trước nhá. Rồi thì chúng ta sẽ bật cái này lên và mình sẽ bật cái đâu nhỉ? Đây rồi. Rồi cho sẽ kéo này sang. Đây chính là những cái câu hỏi. Ôi, hôm qua rất là nhiều câu hỏi mà anh em đã ra cho mình. Mình sẽ đi thả tim cho anh em luôn nhá. Tôi là người có viên game thời gian, hỏi tôi là ai? Đấy. Bạn hãy anh em hãy trả lời bạn Senpai bảo nhá. Rồi, chúng ta sẽ có gì đây? Chấm chấm chấm. Chưa có câu trả lời. Anh em hãy trả lời câu hỏi nha anh em ơi. Anh ơi, chiến thuật của em 5 triệu điểm, nấm này, săn này, min lửa, nấm săn, min lửa, đậu lửa, boka, min cắt. Rồi, sẽ thử áp dụng chiến thuật này xem như nào. Chiến thuật của mình thử xem đậu lửa, sun beans, pepper beans, hurricane và lava vova 1,2 triệu điểm. Ok, mình sẽ thử áp dụng chiến thuật của bạn những tô xem nha anh em. Rồi mình xem câu hỏi được không. Plan nào mà zombie đi xuyên qua mà không con zombie nào cắn được, nó có thể giết zombie khoảng cách 3 hàng. Đố ai đoán đúng thách luôn đấy. Các bạn trả lời đây, đó chính là con ma. Con này có đi xuyên qua được và không con zombie nào có thể cắn được, chính xác. 200 game mở patch. Tôi làm plan màu hồng. Tôi quyến rũ, tôi kill zombie đấy. Mọi thả tim. Zombie hệ phản đạn, bắn các đạn của Penny nó phản lại đấy, nó là cái con lốc mà anh em, khá là dễ. Ai rank Raider? Anh chưa lên rank Raider em ơi, khó lắm. Anh ơi, em thấy anh có được cây Electric Curran. Mua cây đó lúc nào? Electric Curran à? À, cây này gì anh em? Có phải là Electric Curran là cây này không? Từ. Electric Curran là có một cái sự kiện lấy nó anh em ơi, không cần phải mua nhá. Electric Curran là cái cây hàng rào điện ấy. Nên anh em nào nhớ mình đây này. Electric Curran, cái này không phải mua em ơi. Nó có một cái sự kiện năm ngoái để lấy nó cơ. Bây giờ thì hết rồi. Anh em phải đợi thôi. Đó. Cây nào mạnh nhất trong Halloween à? Đó chính là cái con phù thủy anh em. Con phù thủy mà nó biến thành săn hoặc là biến thành mấy con ếch ấy, khá là khỏe. Hôm nay chắc sẽ sử dụng phù thủy đây. Anh có chiếc khóa huyền thoại không? Cái gì đây? Đang là chiêu game này mà. Tôi có thể thổi lửa bất kỳ lúc nào bạn muốn là được. Mong anh trả lời. Bí ngô lửa, bí ngô thôi, dĩ nhiên rồi. Đó chính là cây Jack O'Lantern mới đây. Anh cho em hỏi cái phần family của cây để làm gì á? À, family để có nghĩa là nó sẽ sử dụng để cho cái min anh em ơi. Cùng họ sẽ dùng cái min đó, thế thôi, đơn giản thôi mà. Cây nào yếu nhất là cây gì á? Không cây nào yếu nhất em ơi. Anh chơi Plan vs Zombie. Cái vấn đề là cái bản này cày khá là khó, để mình tìm hiểu xem nào. Chiến thuật Pie Vin đặc trưng với đậu điện ban đầu, anh cần thêm một con cây săn cổ đại hoặc là nấm săn. Cây họ săn level cao, đừng chọn X nhé. Cái gì ấy? Thì em sẽ áp dụng từ chiến thuật xem, chiến thuật là hơi phức tạp. Anh trồng 3 hàng giữa. Anh tên là Thành em ơi. Tôi là cây hoa, tôi thuộc hệ băng, tôi được ra mắt trong phiên bản mới nhất của Plan vs Zombie 2. Khi tôi được ra, tôi phải đóng băng toàn bộ zombie trên sân. Có trường hợp tôi đóng băng cái này như là cây mới. Cây mới thì mình chưa có. Cây gì đó? Ui, câu trả lời này. Lá trần dần, min băng à? Ice Bloom là cây mới anh em, mình chưa có. Chỉ những người nào chơi mod hoặc là hack thì mình có thôi. Con gì không phải nấm thôi miên nhưng mà thôi miên được quá dễ? Dĩ nhiên là con Cauliflower Power rồi. Dễ quá, thôi miên được Cauliflower Power. Gì đây? Hai cặp zombie đi chung với nhau thì duy nguy hiểm à? Con gì ta? Cầm xẻng và cầm ô. Wow, đúng rồi, chính xác. Con cầm xẻng cầm ô là quá nguy hiểm luôn. Do level từng cây em ơi, do level từng cây thôi. Cây cùi thì không thể nào mà đánh được lên gần 1 triệu điểm đâu anh em, rất là khó. Đối với con nào nhiều cho nhiều săn nhất à? Đó, có lẽ là Moonflower em. À, Gold Bloom. Nó cũng tùy em, chưa biết được thế nào. Đố mọi người biết. Cái gì đây? Từ đâu ta có được lá trong Plan vs Zombie 2 dễ? Theo bạn cây gì cú bấm nhất trong Plan vs Zombie 2? Đây, một số câu trả lời đây. Từ zombie cây tạo ra lá, cây hành. Rất là nhiều câu trả lời dưới này luôn nha. Con nào có thể chơi trên mặt nước mà không cần Power Lily? Nhiều cây lắm.
À có cái cây như kiểu cây rong biển hay cây tảo biển gì đó ấy, đúng không? Rồi thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi, nhiều câu hỏi của anh em ơi, mình sẽ để lại like nhá. Thì mình bắt đầu vào trong trận chiến thôi, mình trả lời tầm khoảng 5 phút đấy. Rồi ok, chúng ta sẽ vào game phát. Ok boy, thì mình sẽ trả lời tiếp theo nhá. Cái này cần phải khoảng 2-30 phút thì mình trả lời hết được tất cả câu hỏi của anh em. Những câu hỏi nào mà mình chưa kịp trả lời thì mình sẽ để lại like cho anh, cho mọi người trả lời sau nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có gì đây? Ok, chúng ta sẽ có không phải có sự kiện là Pirata Party mới đúng không? Đây, tôi biết ngay mà. Cái cây này được sử dụng lại này, đó chính là cái cây phù thủy anh em. Witch Hazes, cái này có thể là biến zombie thành cây. Khá là hay ho. Yes. Lâu lắm tôi mới chơi cái này đây anh em. Cái này khỏe phết đấy. Ui, phù thủy. Trời, biến thành biến thành nấm sừng bò luôn anh em ơi. Ok, nhưng mà nó phải đợi ăn hồi anh em ạ. Cái này phải đợi ăn hồi nhá. Biến này, hô biến này. Ha, à, ghê. Cái này làm tạm chậm tốc độ nó lại. Và từ từ, chưa cần vội. Slow. Trời ơi, biến lại đi nào. Từ slow lại. Đúng rồi. Xong rồi, búp cái này lên. Biến thành ếch anh em ạ. Khi cái này được búp nó sẽ biến thành ếch. Nó rất là dị. Yes. Hay lắm. Tấn công đi anh em. Con ếch. Ếch mà kết hợp với Wick Hazes thì mình có con ếch anh em ạ, nên level rất là cao, rất là ngon. Anh em nên chơi nha. Chơi này nó thư giãn, giải trí phết. Ôi, nó cầm cái cờ của con mới này anh em. Cái con ở tận đây kìa. Ghê. Ui, nếu dùng cả cái này à. Ê, có hai con ếch rồi anh em ơi. Thì là tôi có hai con ếch rồi. Hai con ếch rồi luôn. Ngon đó. Chết tiệt thật sự. Đông thế. Đông quá. Rồi may quá. Người ta vẫn tiêu diệt được nó. Hay. Tiêu diệt nó luôn anh em. Rồi. Biến thành ấy rồi. Nào đây này, slow lại. Slow lại cưng ơi. Chạy đâu. Chạy đâu cho nó thoát nhỉ. Chạy đâu cho nó thoát. Biến này. Còn một biến thành còn một ếch nữa. Rồi tôi có thêm cái nữa. Úi xổi ôi. Ở đây là cưng ơi. Rồi đây là mấy cưng. Slow lại. Biến hết thành ấy rồi. Có gì không? Đông thế nhở. Một cái trận thật sự đông. Đông vui nhỉ. Ok. Biến hành nào. Ếch nào. Nấm. Tôi cần bảo vệ mấy cây ếch. Nó có bảo vệ ở đâu? Nó là bảo vệ, có bảo vệ ở đâu? Thành ra là vẫn phải biến ếch đây nhỉ. Ui giời, khoan ếch ở đây đấy. Trời ơi, hơi nhầm rồi. Tấn công. Tấn công nào. Biến ếch luôn phần 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Để cho nó ăn. Ăn mọi nơi, mọi lúc. Úi giời, ăn hết. Cái băng này không ăn được nè. Cái băng này sẽ không ăn được. Thế mới lạ. Thế mới kỳ lạ. Này, thêm phát nữa. Biến nào. Ok. Để ăn cái cây đậu của chúng ta anh em. Để ăn cây đậu của chúng ta. Đúng rồi, hợp lý. Vào không? Chắc chắn là nó sẽ không thể vào đâu anh em. Vào đây. Chúng ta sẽ để cho slow này thêm một số cây bên này nữa. Đã xong. Và chúng ta sẽ nhận thưởng. Không qua được 2.500. Nhưng hôm nay chỉ được có 1.000 tiền thôi anh em ạ. Tổng cộng là chỉ có nó ra 1.000 tiền thôi. Mình sẽ tắt nó đi nha. Và mình được 4.000 coin. Tổng cộng như vậy. Mình đã có 200 game thì mình chưa biết sẽ mua cái cây gì đây. Chưa biết sẽ mua cây gì bây giờ cả. Nó có bán cái cây gì mới không ta? Ok, chúng ta đánh bại xong cái Frostbite Cave Zombie. Chúng ta sẽ có cái trà cua gì đó bên này. Event, có gì không? Không có, có game này, có thêm game này. Arena Match này và Pirata Party này. Đúng game luôn. Mình sẽ để dành khoảng 500 game để có thể tiêu một lần cho nó đã anh em ạ. Giờ đang có 263 game thôi. Ok, chưa bị lỗi này. Shadow Piercer à? Nhiệm vụ 100 năm của Shadow Piercer. Cái này được kiếm thêm được 50 mảnh nữa để nâng cấp cho Shadow. Tại vì Shadow nó cũng không phải là có thể lấy được trong sự kiện bình thường, phải lấy trong sự kiện đặc biệt. Level 6 rồi cả. Wow. Level 6 là cho Shadow rồi nè. Ghê nhá. Rồi mình đặt cây ở đây. Vì thế nó sẽ đặt một số chỗ này. Ồ, đang đặt ở chỗ này thì nó hợp lý hơn này. Nhầm rồi, hơi nhầm rồi nha. Mình đặt ở đây trước. Đấy.
Vào đây nào cưng ơi. Đấy chưa, mình vừa mới nói xong. Vừa mới nói xong là có luôn ạ. Vừa nói xong. Đặt lên trên cái, đây đây. Này hợp lý chưa? Quá hợp lý rồi. Không đâu, em phải đặt trên này thì mới đúng này. Đặt trên này thì nó mới đúng bài này. Đúng rồi, chính xác là đặt trên kia nó mới đúng bài. Trời ơi. Cái gì, hút mày xuống. Hút xuống nha cưng. Ui, what the fuck. Con chết tiệt. Con kia chết tiệt thật sự luôn. Trời ơi, đáng lẽ mình đặt hơi nhầm rồi. Đặt hơi nhầm rồi anh em ơi. Đáng lẽ là tôi phải đặt cái này trên này cơ thì mới đúng nè. Thì đúng bài nè. Trời ơi, hơi nhầm. Sorry baby. Sẽ đá. Con lợn nữa. Chết rồi. Trời ơi. Cay thật. Con gì nhỉ? Con khủng long kết hợp với con này khó chịu thật sự. Rồi. Con lợn nhựa nữa. Khó thể. Chúng ta sẽ đặt anh thế làm sao mà chạy nhỉ? Đang suy nghĩ xem. Từ nhá. Suy nghĩ. Đầu tiên là đặt hàng 3 trên này trước này. Điều chắc chắn này. Con khủng long cực kỳ là khó chịu nhờ. Nó đạp cho cái nó bay ra bên kia luôn. Slow lại cưng. Slow lại hết đi. Chạy đâu cưng. Slow lại chỗ này. Đặt thêm một cái cây plan ở đây nữa là quá ngon. Level 6 đấy. Chứ level 1 thì nó sẽ rất là yếu. Đặt ở đây thêm này. Xong rồi thì đặt ở chỗ này. Rồi ok. Lên nào. Rồi ok, chúng ta sẽ đặt ở đâu đó bảo vệ một số cây trước. What the fuck man. Trời ơi. May quá vẫn giữ được một cây anh em ơi. Không kịp luôn. Chỗ này có cái con chỗ này nó có cái con gì nhỉ? Chỗ này nó có một cái con rất khó chịu. Vì thế mình sẽ nào vào đây. Tao hút mày xuống luôn. Mày giờ đây cũng có một con rất khó chịu nha anh em. Thế kia có kìa. Khó chịu thật sự. Dùng chiêu thôi anh em ơi. Tôi sẽ đặt nó ở đâu đó. Đây chăng. Ồ, đông lắm ý. Đông thật sự luôn. Đây có boss này. Boss này anh em ơi. Chết mày đi. Mình chỉ sợ mỗi con. Mình thêm chỉ sợ mỗi con ấy thôi. Giờ nó đàm cái này. Mất luôn một cái máy cắt cỏ luôn. Con khủng long. Chứ cái gì nữa. All Star. Ôi mình được thêm một cái huân chương All Star nữa này. Hay nha. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ chuyển sang trận tiếp theo thôi. Rồi event đã xong. Chưa xong đâu. Còn một lần nữa để có thể kiếm được cả 50 mảnh của Shadow Pistorter. Đây là trận cuối để kiếm mảnh nha. Và sau đó thì mình sẽ thử xem áp dụng một số chiến thuật xem. Của anh em xem. Để xem chỗ nào là tốt nhất. Ui trời ơi, màn này là màn biển ạ. Chỗ này không biết có bị nước không ta. Ông đặt ở đây này. Đặt ở đây này. Ở đây. Vẫn là sẽ là một cái hàng trước. Cái này có khả năng slow không? Hiện tại chưa có thể slow được đâu. Đây đặt đây luôn. Đặt đây luôn anh em. Chết rồi, đặt nào đây. Chết tiệt thật sự. May quá. Nó đến chỗ này nó tự động auto và nó. Ui rồi vỡ mồm. Tí thì vỡ mồm nhá. Hút nó xuống anh em ơi. Lily. Đặt Lily lên luôn. Ây. Kéo không? Kéo được anh em ạ. Kéo được ạ. Bọn lợn nó kéo được tôi anh em ơi. Nó chịu thật sự luôn. Hôm nay thì đặt cái gì bây giờ? Slow lại phát. Chết rồi. Khó chịu thế. Đây khó chịu với ta. Đứng từ từ thôi anh em. Như có boss biển đúng không? Có boss của biển. Của biển cả. Giết đó anh em ơi. Từ dưới này. Chỗ này đang khá là ít cây đây. Lily may quá. Để lên một cây này. Có gì có giết nó luôn. Ơ xong rồi à? Ơ thế nhanh thế. Thế kia làm gì mà. Đúng không? Thắng rồi đúng không? Thắng rồi. Trời ơi, cửa này dễ thế. Tưởng người khó lắm. May quá, nó cho mình một cái khoảng đất rất là rộng.
Yes, và chúng em hoàn thành trong cái Sarope Shutter, kiếm thêm được 2500 vàng và 50 mảnh. Ui, level 7 sẽ làm cái mục tiêu mới chúng ta. Yes, hay nha. Ok, bây giờ có nhiều game quá nhỉ, làm gì với số game ở đây. Tiết kiệm lên 500 game đi, 500 game xong rồi mua luôn một thể đi. Rồi, quest xong nha, hoàn thành quest 5 game. Tên tên, còn thêm 5 game nữa. Yes, có cái gì nữa không? Cái win PL này, không chơi là sẽ mất 100 game. Phải chơi, chắc phải chơi mình chuyển qua Battle Z để làm một số chuyện của anh em trước. Để xem mình thấy cái chuyện nào nó hợp lý thì mình sẽ đánh, mình sẽ làm nhá. Đâu rồi cái video, cái video mình tắt mất đi rồi. Điên thật, video lại tắt luôn đi. Ok, chúng ta sẽ vào cái video ngày hôm qua và bật nó lên. Xem nào, có cái chiến thuật nào tốt không? Được 1,2 triệu điểm này. Đậu lửa, sun bean này. Peppermint, Hurricane, Lava Guava. Không chắc lắm, cái chiến thuật này không chắc lắm là có thể, là có thể được điểm số cao. Hành tím 700.000 điểm á. Nói chung là có rất là nhiều chiến thuật khác nhau, mình muốn chiến thuật là nó khỏe hơn cơ. Xem nào, chiến thuật của bạn này Pyvin đặt chung với đậu điện ban đầu này, mình sẽ vẫn đặt là đậu điện thôi, vẫn là những cái cây cũ nhưng mà sẽ thay đổi một xíu đi. Anh cần thêm con săn cổ đại hoặc nấm săn. Cây họ săn level cao được, đừng chọn X nhé. Và con min săn để boost sức mạnh cho săn ra nhiều hơn. Hành tím cho săn. Hành tím để nó cùng được ăn plant food. Cuối cùng thêm hoa sen lily. Mình sẽ bỏ cái này đi này. Bỏ cái này đi này. Theo như bạn ấy nói thì mình sẽ... anh được mong tầm 700.000 điểm ạ. À, anh thấy nó cũng hơi khó ấy. Anh nghĩ chứ lần này nó cũng hơi khó được 700.000 điểm. Tại vì chúng ta nói sao ta, phải ưu tiên sức mạnh. Khó phết đấy, thôi kệ đi, cứ chơi thử xem thế nào mà. Nhỡ đâu được chiến thuật cao thì sao? Được điểm cao thì sao? Chúng ta sẽ sử dụng đó chính là một cây cái min cái săn đấy, cái săn nhỏ nhỏ ấy. Đâu nhỉ? Level cao với level 4 đấy. Phải bảo dùng cả min săn nữa thì thấy nó cũng hơi khó nhỉ. Cảm giác hơi khó cho chuyện này. Min săn và cuối cùng thêm một cái power lily. Cái này là bạn ấy dùng chiến thuật tiền đè chết người đây, theo mình nghĩa như vậy đây. Ok, let's go boy. Xem nào, tôi nghĩ xem mà chưa chắc là chưa này đã ăn thua đâu, mà tôi cứ thử chơi xem. Tại vì là nó sẽ bị đóng băng rất là nhanh, anh em phải tưởng tượng nó băng cực kỳ nhanh luôn ấy. Theo đúng rồi, đóng băng rất là nhanh luôn, không được. Theo như mình thấy là không được một chút nào luôn. Không hợp lý một tí xíu này luôn. Trời ơi, tôi không biết tôi đánh kiểu gì đây, tôi kệ đi. Thua thì thôi đúng không, để chơi của anh em. Ok, rồi để đây cho nó thổi lửa vào mặt bọn săn. Đây, để vào đây. Hợp lý không? Hợp lý hơn khá nhiều. Rồi ok anh em, chiến nào, let's rock này anh em ơi. Chiến thế nào, tạo săn nào anh em ơi. Kiểu gì nó cũng không để đi qua chỗ kia đâu, anh em cứ yên tâm. Sao mình cũng không yên tâm lắm này. Rất là nhiều săn đấy chứ anh em. Có thể thấy không? Có thể thấy nó vào rất là nhanh không? Nó bắt đầu ăn ở cái cửa giữa này, thấy không? Ăn cửa giữa rồi. Nó bắt đầu ăn cửa giữa rất là nhanh. Tấn công đó anh em. Đúng rồi, let's go boy. Hợp lý. Thì là hợp lý luôn. Ok, tôi cần thêm một cái Pyrovin ở bên này nữa. Đừng để nó tấn công vào mồm mình. Đây. Ok, chúng ta đang cố gắng gọi là hết sức để có thể tấn công các kiểu có đặc điểm ở đây. Rồi xong, mình có thể là thấy là cái hệ thống cây của mình đã đang phát huy một số cái hiệu quả nhất định. Đúng không ta? Rồi, tiền tôi cũng khá nhiều đấy anh em. Nó đóng băng thì nó không ăn được cây của mình. Oh yes, tấn công phát xong rồi dùng phải Power Lily phát nha.
Đấy, tấn công, tiêu khoảng 500.000 mình cho cái này. Mà đóng băng gọi là liên tọi luôn, nhưng mình không xoắn. Hề, không hề xoắn. Để đây một phát, tấn công anh em ơi. Hoặc là... giết nó luôn anh em ơi, tôi giết nó luôn, thể giết nó luôn là tôi sẽ giết mà. Săn rất nhiều luôn, mình mất một cái cây ở bên này. Vấn đề gì? Thật sự là không vấn đề gì đối với chúng ta cả. Và tập trung vào ba cái đường giữa là chính. Đang lấy từ ba cái đường giữa luôn. Và nếu có thể thì sẽ sử dụng luôn. Ok. Tấn công nào. Bây giờ chỉ mất khoảng 1k tiền mà nó sẽ bắn. Được nó đấy. Có thêm săn từ bên này và tôi có thể bắn thêm được một lần nữa và tôi không thiếu tiền anh em. Đang cố gắng được lên khoảng 1 triệu điểm à, nhưng có lẽ cũng sẽ hơi là khó nha. Thôi lửa, ui, vãi linh hồn. Vãi cả linh hồn luôn. Yes, đánh rồi anh em. Hy vọng là chúng ta vẫn còn đủ thịt. Trước này thấy khá ổn, khá là ok chứ nhở. Không hề tệ như mình nghĩ một chút nào. Mình còn một lần dùng plan phút nữa mà nó gần như đã không vào được của một hệ thống gọi là chắn ở phía trước ở đây như thế này. Quá là dùng nốt anh em ơi. Bạn thật mạnh nào, 1 triệu điểm nào, cố gắng lên 1 triệu điểm. Ui, săn rất nhiều. Chết nhéo một cây ở giữa rồi. 900.000, ôi vẫn chỉ là tầm 900.000 anh em ơi, vẫn chưa lên được cao hơn nhỉ. 920.000. Yes, nói chung cũng hay đúng không? Ok, rồi thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Xin chào, hẹn gặp lại và bye bye.